Kính thưa quý vị, sau những tấm ảnh chụp lưu niệm giữa anh Ba Ngọc Sơn và đạo diễn Đồng Văn Giao thì chúng tôi sẽ bắt đầu vào diễn chính. Xin mời quý vị, chúng ta nhanh chóng ổn định vị trí cho đứng của mình. Và người đẹp Ngân Quỳnh cũng đang dần hiện diện tại khu vực thảm đỏ. Xin chào chị Ngân Quỳnh và phu quân của mình. Chị Quỳnh ơi, nhanh chóng di chuyển vào bên trong nào, chúng ta sắp bắt đầu chương trình rồi.